Rồi, từ sân Bắc á, cũng mến chào cô dì, chú bác, anh chị và các bạn gần xa, cũng được nhiều sức khỏe nha. Thì ngày hôm nay anh chị ơi, đi qua anh Tài á, anh dẫn thì hốt hai tổ ong nha anh chị. Hốt hai tổ ong là kẹo của anh. Thì tổ ong á cũng về hai cái, về cây gòn anh chị, mà nó về hai tổ nha. Đó, hai anh em chuẩn bị xuất phát đi đó. Chào mấy em cái luôn anh. Anh ơi, chào mấy em cái luôn coi. Kìa, anh đang luôn cục. Chào. Đó. Anh mới giật máy bị tắt kìa anh chị. Bị cái nó tắt. Còn sáng không anh? Vô cái con sông nhỏ nha, vô nhánh sông nhỏ nha anh chị, vô đây bắt đầu chạy một đoạn nữa sẽ tới cái tổ ong, tới tận hai tổ ong. Quá trời cây luôn mà nó không đóng, cây đã đây nó không chịu đóng, gió quá vậy. Trời ơi, ông gừng ăn ba bông khủng khiếp luôn. Ông gừng nó ăn ba cái bông nó nhiều dữ lắm luôn. Không có hổ đâu, ở đâu nó ăn á. Ở đâu đi lại đó nó ăn á. Ôi trời trời, nó ăn lự luôn. Rồi. Quá trời ơi, để xử lý nè anh chị ơi. Rồi anh chị ơi, thì hai anh em á, thì cũng mới vừa đến được cái cây gòn và đóng hai tổ ong đây nha anh chị. Thì hai tổ ong này thì hôm nay nó cũng khá là lớn anh chị ơi. Lớn lắm. Nó múa múa ngọn cho nó. Lúc bây giờ anh chị không thấy đâu. Đó anh chị thấy không? Không. Đang đụng tay đó, nhưng mà này ngộ nè, đó, hai ổ đó anh chị, đang thui, cây ngộ đó anh chị, đang đụng tay luôn á anh chị, cái gòn thì cũng khá là lớn, cái gòn bự dữ lắm, đó. Bù xè, bù xích gì ăn hết trơn rồi, đó, thấy không? Gòn không biết sống được bao lâu nữa này, quá trời. Và cái con sâu đó, nó ăn trong thân cây xì mũ quá trời luôn. Rồi, nhà bây giờ thì để trang bị đồ nghề và sẽ lên chinh phục nha anh chị. Coi có mặt nhiều không, nhìn thấy nó cũng phù phù ngon dữ lắm luôn. Rồi, đã bắt đầu lên rồi. Lấy mặt anh chị đốt đuốc luôn rồi. Bọc nha em nha. Khủng long. Khá bự anh chị. Rồi chịu mấy lần rồi. Gì anh?
Ừ, để em bước lên nhanh cái. Chạy quá. Rồi, ổ trên này nè. Hai ổ khá lớn anh chị. Ôi. Ồ. Tổ đầu tiên nha. Thank you.
cổng rồi đó, xa rồi vợ ngoại. Quá trời. Bớt cái nhanh gãi nghe thì bỏ ra nghe thì không có cục mặt rồi. Chỉ có cục mặt nhỏ 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 không đây. Ngồi trời. Trong là mặt trong luôn. Thank you.
trơn luôn. Mạnh quá, chút nữa biết là lên ghe luôn, không hết nổi lên ghe luôn. Rồi xuống chuẩn lít mập trở lại nha anh chị, có nhiều. Quá trời ổ lớn anh, kỳ không có. Hả? Mật dở ồm. Mật dở thiệt trời. Cục kia không có miếng mật luôn. Ổ kia. Ổ sao hả? Ừ, ổ động có lý, ổ sao kỳ quá. Dở thiệt chứ. Dở một cái tán thần. Cũng phải cảm tính ổ đầu có vậy, ổ sau ngon nữa, ai ngờ sau dẹt ra được con cục nè. Bên bên mặt bên ấy nè, bên mặt bên phấn nè. Hả? Cục đầu vậy đó anh chị. Ủa sao nè, cục đầu tiên nè, đầu tiên nó cũng được được nè. Cái cục sao nè. Ờ rồi anh chị ơi, nó quấn quá trời, nó bù rồi kìa, bay kìa anh chị thấy không, nó trắng hết trơn rồi. Rồi bây giờ cũng cho từ săn bắt xin kết thúc video luôn ha. Hẹn anh chị những cái video đi lấy mặt ông gần tiếp theo nữa. Anh Tài nó đứng núp lùm luôn kìa. Nó quấn quá trời, quấn ông núp lùm luôn rồi.